Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Việc nâng cấp quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ là kết quả của hai quá trình. Ngày 18 tháng 9, VOA tiếng Việt có bài bình luận Điều gì khiến Việt Nam phá tiền lệ đưa Mỹ lên làm đối tác ngang hàng với Trung Quốc? VOA dẫn lời giáo sư Alexander Vuvin của Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương ở Hawaii nhận định việc nâng cấp quan hệ Mỹ-Việt lên đối tác chiến lược toàn diện sẽ mang lại cho Hà Nội một đối trọng tốt hơn trước Trung Quốc, một vị thế cân bằng hơn giữa các cường quốc, trong đó có Mỹ, Trung Quốc và Nga. Một cách trực tiếp, việc Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã khiến Việt Nam xích lại gần Mỹ hơn, ông Vũ Vinh nói và đưa ra ví dụ về sự hiện diện ngày càng tăng của Bắc Kinh ở lưu vực Nam Côn Sơn trên Biển Đông và căn cứ hải quân Rim của Campuchia mà ông gọi là những giọt nước làm tràn ly dẫn đến quyết định của Việt Nam. Hình ảnh bài trên VOA. Việc Campuchia cho Trung Quốc đặt căn cứ quân sự tại nước này cũng được cho là khiến Việt Nam lo ngại. VOA dẫn nhận định của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ cho rằng Trung Quốc có thể lập gọng kìm xâm lược Việt Nam khi đặt căn cứ quân sự ở Campuchia. Tuy nhiên, động cơ để Việt Nam nâng cấp quan hệ với Mỹ lên tầm cao nhất, theo ông Vu Vinh, không chỉ là sự hung hăng của Trung Quốc mà còn là công nghệ, vốn, thị trường và chuỗi cung ứng của Mỹ, VOA cho hay. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc thuyết phục các nhà lãnh đạo Hà Nội nhảy cóc lên đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ, ông Vu Vinh nhận định. Tại Hà Nội, các thương vụ kinh doanh quan trọng trị giá nhiều tỷ USD, trong đó có thỏa thuận trị giá 7,5 tỷ USD của Boeing với Vietnam Airlines và kế hoạch xây dựng nhà máy trị giá 1,6 tỷ USD của Amcor tại Bắc Ninh được công bố ngay sau khi ông Biden và ông Trump tuyên bố nâng tầm quan hệ Mỹ-Việt. Hơn thế nữa, với hợp tác chiến lược toàn diện, Mỹ sẽ hợp tác với Việt Nam trong các ngành công nghệ quan trọng và mới nổi, đặc biệt là xung quanh việc xây dựng chuỗi cung ứng chất bán dẫn, trong lúc Hoa Kỳ đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng chip ra khỏi Trung Quốc. Giáo sư Vu Vinh cho rằng, việc nâng quan hệ Mỹ-Việt lên hàng đầu trong hệ thống quan hệ đối ngoại của Việt Nam ngang hàng với Trung Quốc và Nga là kết quả của sự kết hợp hai quá trình. Đầu tiên, Mỹ mang quà rất lớn đến Việt Nam mà không kèm theo điều kiện ràng buộc nào, bao gồm việc Washington tặng vô điều kiện một lượng rất lớn vaccine chống COVID, trong khi tài trợ của Trung Quốc có điều kiện và chưa bằng một nửa số viện trợ của Mỹ. Giáo sư Vũ Vinh nói, ông cho rằng sự thuyết phục của Mỹ còn bao gồm đề nghị Việt Nam tham gia vào chuỗi sản xuất và cung ứng công nghệ cao của Hoa Kỳ tại các quốc gia bằng hữu. Hình ảnh lễ đón tiếp Tổng thống Biden tại Hà Nội ngày 10 tháng 9. VOA nhắc lại, trong thời gian đại dịch, chính phủ Mỹ tặng Việt Nam khoảng 40 triệu liều vaccine Pfizer và Moderna, nhiều hơn bất kỳ khoản quyên góp của bất cứ nước nào, gồm cả Trung Quốc, cho Việt Nam. Chính phủ Hà Nội gọi sự trợ giúp này là vô cùng quý giá cho nhân dân Việt Nam giữa đại dịch. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen khi đến thăm Việt Nam hồi cuối tháng 7, nói rằng Việt Nam là đối tác chủ chốt của Mỹ trong việc chuyển chuỗi cung ứng sang các nước bằng hữu của Hoa Kỳ để tránh rủi ro từ Trung Quốc. Quá trình thứ hai, theo giáo sư Vu Vinh, Việt Nam đã phải xoa dịu Trung Quốc và gửi những tín hiệu tới Nga rằng Hà Nội sẽ vẫn là bạn thân của Moscow. Giáo sư Vu Vinh cho rằng Việt Nam lùi một bước để tiến hai bước trong quan hệ với Mỹ và gọi quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mới được Mỹ và Việt Nam thiết lập là một kiệt tác của nghệ thuật quyền lực mềm. VOA dẫn phân tích của The Economist Intelligence Unit EIU cho rằng việc nâng cấp quan hệ với Mỹ cũng giúp Việt Nam tránh được rủi ro trong quan hệ kinh tế với Hoa Kỳ. Mối quan hệ địa chính trị chặt chẽ hơn sẽ giúp giảm nguy cơ xảy ra những hành động trừng phạt thương mại trong bối cảnh Mỹ giám sát chặt chẽ về tỷ lệ gian lận trung chuyển với xu hướng hàng hóa Trung Quốc thường được tái xuất dưới dạng hàng xuất khẩu của Việt Nam. Mỹ đã mở các cuộc điều tra vào các sản phẩm nhập từ Việt Nam bao gồm pin mặt trời và các sản phẩm gỗ nội thất, vì bị nghi là được sản xuất với các chất liệu có nguồn gốc từ Trung Quốc. Việc nâng cấp quan hệ theo nhóm phân tích của EIU cũng sẽ giúp giảm nguy cơ Việt Nam bị Mỹ coi là nước thao túng tiền tệ trong giai đoạn dự báo 2023-2027. Theo giáo sư Vu Vinh, ngoài sự thúc đẩy lớn cho cả nền kinh tế Việt Nam nhờ vào những thương vụ kinh doanh từ các công ty Mỹ, sự nâng cấp quan hệ với Mỹ còn tăng cường tính hợp pháp của Đảng Cộng sản. VOA dẫn nhận định của nhà nghiên cứu Hoàng Việt, giảng viên Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng màn tiếp xúc của ông Biden ở Hà Nội đem đến cho Đảng Cộng sản tính chính danh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Việc nâng cấp quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ là kết quả của hai quá trình.
Mối quan hệ chính trị trong thế giới hôm nay là đa ái ngoại giao. Ngày 16 tháng 9, VOA tiếng Việt có bài Quan hệ Việt-Mỹ nâng cấp không bạn thù mà đa ái. VOA đề cập đến luồng quan điểm cho rằng Mỹ bắt tay với Việt Nam để chống Trung Quốc và Hà Nội đang tìm cách thoát Trung khi tiến gần hơn với Mỹ. VOA dẫn quan điểm của tiến sĩ Andrew Wellsdon, chuyên gia cấp cao tại Trung tâm Đông Nam Á thuộc Viện Hòa bình Mỹ USIP, cho rằng nhận định trên không hoàn toàn chính xác, hay nói đúng hơn là chưa đủ, bởi mối quan hệ Việt-Mỹ còn rất nhiều nội dung đặc biệt và quan trọng khác ngoài vấn đề an ninh quốc phòng. Hình ảnh bài trên VOA. Tiến sĩ Wellsdon phân tích, rõ ràng bây giờ Việt Nam có một chiến lược phát triển kinh tế liên quan đến công nghệ cao. Chính cái này là Việt Nam muốn tăng cường cộng tác với Mỹ. Có người nói để Việt Nam tránh cái bẫy thu nhập trung bình thì Việt Nam phải hợp tác với Mỹ và các nước giàu hơn. Nếu cộng tác với Trung Quốc hay các nước xung quanh ở châu Á thì rất khó để phát triển tiếp. Ngoài ra, Việt Nam và Mỹ cũng có những quan hệ đặc biệt khác như hàng triệu người Việt đang ở Mỹ tị nạn sau chiến tranh và trở thành công dân Mỹ, các chương trình hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh, bên cạnh những chương trình hợp tác về giáo dục, đào tạo. Chính Tổng thống Biden nói rất rõ rằng việc tăng cường quan hệ đối tác với Việt Nam không phải là vì Trung Quốc hay chiến tranh lạnh mới, mà là một cách để tiếp tục ủng hộ sự phát triển và thịnh vượng của Việt Nam và Đông Nam Á, tiến sĩ Wellsdon nói. Ông cho rằng, sau những trải nghiệm chiến tranh thương đau trong suốt chiều dài lịch sử, Việt Nam đã có những tính toán thực dụng. Họ biết rằng các cường quốc có lợi ích xung đột nhau, thay vì liên minh với một cường quốc này để chống lại một cường quốc khác, vốn đã gây ra hậu quả tai hại như vậy ở một nước Việt Nam bị chia cắt trong chiến tranh. Họ tìm cách hợp tác với tất cả mọi người. Tiến sĩ Wellsdon nhận định, mục tiêu này được xác định tại Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 7 vào năm 1991, khi Hà Nội tuyên bố trở thành bạn của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển. Xét về phía Mỹ, tiến sĩ Wellsdon cho rằng, chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Mỹ vào năm 2015 dưới thời Tổng thống Obama là một thời điểm rất quan trọng. Hình ảnh Tổng thống Biden gặp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Văn phòng Trung ương Đảng ngày 10 tháng 9. Vì đây là lần đầu tiên Mỹ tôn trọng Đảng Cộng sản Việt Nam trong tư cách là lãnh đạo, ông nói. Trước đó, theo lời tiến sĩ Wellsdon, những chuyến thăm gặp thường là với người đứng đầu nhà nước chứ không phải là một người lãnh đạo Đảng Cộng sản. Tiến sĩ Wellsdon tin rằng, một khi mối quan hệ giữa hai bên chặt chẽ hơn, hai phía có nhu cầu trao đổi với nhau nhiều hơn để giải quyết những khúc mắc và khác biệt chẳng hạn như vấn đề nhân quyền. Tiến sĩ Wellsdon cho biết, hai điều đó có thể quan sát thấy và ngầm hiểu là những diễn biến chính trị tại Việt Nam thời gian qua. Một là chuyến đi Bắc Kinh của Nguyễn Phú Trọng. Trong chuyến đi này, chắc chắn phía Việt Nam giải thích với Trung Quốc về chính sách đối ngoại độc lập của họ để Trung Quốc chấp nhận việc Việt Nam nâng cấp quan hệ với Mỹ. Thứ hai là việc thay ngựa giữa dòng. Một người mới chưa có nhiều kinh nghiệm về Mỹ và phương Tây bằng các lãnh đạo trước. Nhưng chính vì thế có thể họ muốn cho thấy là bây giờ ai lãnh đạo Việt Nam thì sẽ tiếp tục chính sách đối ngoại của Việt Nam từ trước. Ông Wellsdon nói, mối quan hệ Mỹ-Việt hiện nay cho thấy các mối quan hệ chính trị trong thế giới hôm nay không đơn thuần là bạn thù nữa, mà nổi lên là hình thái đa ái trong ngoại giao, làm bạn với tất cả. Do đó, nếu xem xét trên khía cạnh này, sau khi nâng cấp quan hệ với Mỹ, nếu Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Trung Quốc, Nga và các nước khác, thì điều này theo ông cũng là bình thường. Về lòng tin giữa Hà Nội và Washington, tiến sĩ Wellsdon nói, chưa nói được là lãnh đạo hai nước nghĩ gì, mình chỉ biết là họ nói gì và làm gì. Nhưng suy nghĩ có thể vẫn có một số lo ngại trong đầu. Thứ hai, cả Mỹ và Việt Nam không phải hoàn toàn giống nhau và cả giữa những bộ ngành khác nhau ở Việt Nam thì cũng có những quan điểm khác nhau. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm D với bản tin Mối quan hệ chính trị trong thế giới hôm nay là đa ái ngoại giao. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo chấm D.